Xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Xe Việt. Mẫu xe nhìn cực đẹp mà anh em đang xem trên video. Đây là mẫu xe Peugeot 3008, chiếc xe mang thương hiệu của Pháp và được lắp ráp tại Việt Nam. Trong tháng 6 này, mẫu xe được giảm hơn 100 triệu từ nhà máy cho xe sản xuất 2022 và khoảng 60 đến 70 triệu cho xe sản xuất 2023. Tiếp đến, thời gian tới anh em lại được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp tính ra tiền mặt thì cũng khoảng 70 triệu tùy từng địa phương như vậy anh em mua xe Peugeot 3008 tại thời điểm này anh em sẽ tiết kiệm được khoảng 170 cho đến 180 triệu và cụ thể chính sách bán hàng từng phiên bản Peugeot 3008 tại thời điểm giữa tháng 6 này như thế nào mời anh em cùng xem chi tiết video Mẫu xe Peugeot 3008 được phân phối với 3 phiên bản để anh em lựa chọn. Phiên bản thấp nhất đó là 3008 phiên bản Active, phiên bản thứ hai đó là 3008 phiên bản Allure và phiên bản thứ ba đó là 3008 phiên bản GT. Chính sách bán hàng của Peugeot có phân vùng thị trường và theo cái cụm Peugeot Mazda Kia. Nên anh em ở địa phương nào mà có showroom của Mazda Kia rồi thì anh em sẽ mua xe Peugeot ở nơi đó và showroom của em ở Hà Nội anh em nào mà mua xe đăng ký biển Hà Nội thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để góc phía dưới bên trái màn hình em sẽ hỗ trợ cho anh em mẫu xe Peugeot 3008 là mẫu xe CUV gầm cao 5 chỗ trên thị trường thì có những đối thủ cạnh tranh trực tiếp đó là chiếc Hyundai Tucson Kia Sportage và một số những mẫu xe khác nằm trong phân khúc CUV cùng tầm tiền và chính sách bán hàng của từng phiên bản 3008 cụ thể như sau Mời anh em cùng đến với phiên bản đầu tiên, đó là chiếc 3008 phiên bản Active. Phiên bản này có giá niêm yết là 999 triệu và tại thời điểm hiện tại anh em sẽ có hai tùy chọn, anh em mua xe sản xuất 2022 hoặc xe sản xuất 2023 và cụ thể giá bán như sau. Anh em nào lựa chọn xe sản xuất 2023 thì giá bán cho anh em là 979 triệu. Anh em nào lựa chọn xe sản xuất 2022 thì giá bán cho anh em là 914 triệu anh em đều được tặng kèm những phụ kiện cơ bản như trên màn hình bao gồm rắn phun cách nhiệt, thảm để chân, túi cứu hộ. Ngoài ra tặng kèm anh em thêm camera hành trình, ra biển số lăn bánh tại các địa phương. Từ giá bán của Peugeot 3008 phiên bản Active cho xe sản xuất 2022 có nghĩa là từ giá bán 914 triệu. Em sẽ tính luôn cho anh em trong trường hợp anh em được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp và cụ thể chi phí lăn bánh sẽ như sau. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 996 triệu, anh em nào ở Sài Gòn là 986 triệu Anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 976 triệu Và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 966 triệu Chi phí ra biển số lăn bánh em tính cho anh em Đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản Theo quy định của nhà nước Anh em có thể nhìn trên màn hình Chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ và một số những phụ phí khác Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp Số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị thấp nhất cho anh em như sau Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 219 triệu anh em nào Sài Gòn là 209 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 199 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 189 triệu ngoài ra thì anh em còn phải chuẩn bị thêm cho em hai khoản chi phí phát sinh trong đó thì bảo hiểm thất vỏ năm đầu tiên trị giá là 12,7 triệu thứ hai đó là dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe chọn gói với số tiền bắt đầu trả trước thấp nhất như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 85% giá trị xe tương đương với số tiền là 776 triệu thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm, tối thiểu là 3 năm. Mức lãi suất năm đầu tiên là 1% trên một tháng áp dụng cho những ngân hàng thương mại cổ phần. Anh em nào mới có đường chuyển khoản thì em sẽ hỗ trợ anh em vay ngân hàng mức lãi suất ưu đãi hơn. Năm thứ hai trở đi biên độ sẽ khoảng 1,1% trên một tháng và điều kiện đó là anh em không có nợ xấu. Cụ thể đối với gói vay 8 năm cho chiếc Peugeot 3008 phiên bản Active tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là 15,8 triệu trong đó thì gốc chia đều là 8 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 7,8 triệu dư nợ sẽ giảm dần <laughs> tiếp theo mà anh em cùng đến với phiên bản thứ hai đó là chiếc Peugeot 3008 phiên bản ôn phiên bản này có giá niêm yết là 1 tỷ 119 triệu và cũng sẽ có hai lựa chọn cho anh em anh em nào lựa chọn xe sản xuất 2023 thì giá bán sẽ là 1 tỷ 069 triệu còn anh em nào lựa chọn xe sản xuất 2022 thì giá bán cho anh em là 1 tỷ 014 triệu anh em vẫn được tặng kèm đầy đủ những phụ kiện như trên màn hình anh em đang theo dõi em xin phép tính chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương trong trường hợp anh em được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ tính từ giá bán của 3008 Onua sản xuất 2022 cụ thể đó là em tính từ giá bán 1 tỷ 014 triệu anh em nào ở Hà Nội sẽ là 1 tỷ 103 triệu anh em nào ở Sài Gòn là 1 tỷ 092 triệu anh em ở các tỉnh áp 1200 thuế là 1 tỷ 083 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 1 tỷ 072 triệu chi phí ra biển số năm anh em tính cho anh em cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản anh em có thể xem trên màn hình những anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau anh em nào ở Hà Nội cần chuẩn bị 241 triệu anh em nào ở Sài Gòn là 230 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 221 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 210 triệu Ngoài ra thì anh em cũng vẫn phải chuẩn bị thêm cho em hai khoản chi phí phát sinh, trong đó thì bảo hiểm thân vỏ. Năm đầu tiên trị giá là 14,1 triệu. Với số tiền ban đầu trả trước thấp nhất như vậy, anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa ứng với số tiền là 861 triệu. Gốc lãi tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất là 17,5 triệu. Trong đó thì gốc chi đều cho hàng tháng trong 8 năm là 8,9 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 8,7 triệu. Dư nợ cũng sẽ giảm dần. dần và phiên bản cuối cùng em cập nhật cho anh em, phiên bản cao cấp nhất đó là chiếc Peugeot 3008 phiên bản GT. Đối với phiên bản này anh em cũng sẽ có hai tùy chọn, đó là xe sản xuất 2023 và xe sản xuất 2022. Anh em lựa chọn xe sản xuất 2023 thì giá bán cho anh em là 1 tỷ 159 triệu, còn anh em nào lựa chọn xe sản xuất 2022 thì giá bán sẽ là 1 tỷ 094 triệu. Như vậy anh em mà lựa chọn xe Vin 22 thì anh em sẽ được giảm là 115 triệu so với cái giá niêm yết. Ngoài ra thì vẫn tặng kèm anh em đầy đủ những phụ kiện như trên màn hình. Chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương trong trường hợp anh em được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và em sẽ tính cho phiên bản 3008 GT sản xuất 2022 có nghĩa là từ gây ta bán 1 tỷ 094 triệu để anh em tham khảo. Anh em nào ở Hà Nội sẽ là 1 tỷ 188 triệu. Anh em nào ở Sài Gòn sẽ là 1 tỷ 176 triệu. Anh em nào ở các tỉnh áp 1200 thuế là 1 tỷ 169 triệu và anh em các tỉnh áp 10% thuế là 1 tỷ 157 triệu anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp thì số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau anh em ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 259 triệu anh em ở Sài Gòn là 246 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 239 triệu và anh em các tỉnh áp 10% thuế là 227 triệu ngoài ra thì anh em cũng vẫn phải chuẩn bị thêm cho em hai khoản chi phí phát sinh trong đó thì bảo hiểm thất vỏ năm đầu tiên trị giá là 15,3 triệu với số tiền ban đầu trả trước thấp nhất như vậy, anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa tương đương với số tiền là 929 triệu. Gốc lại tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất là 18,9 triệu, trong đó thì gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 9,6 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 9,3 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần. Và có một lưu ý, đó là anh em nào lựa chọn xe sản xuất 2023 thì hiện tại không có xe ngay ký chờ tháng 7 và anh em cứ căn cứ vào những thông tin em chia sẻ trong video anh em cũng mang định cộng thêm cho em cái số tiền trên lệch từ người giá xe ban đầu mà em đã giới thiệu cho từng phiên bản trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của Peugeot 3008 tại thời điểm tháng sau này cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo xin chào anh em